tô không hay đều do nhà nước. Ngày 30 tháng 12 năm 2018, tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, các linh mục của dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức buổi lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình cuối năm 2018. Trong bài giảng của buổi lễ này, họ than phiền rằng cơn khủng hoảng lãnh đạo cả đạo lẫn đời đang diễn ra trên khắp thế giới, trong đó riêng Việt Nam phải đối mặt với ba vấn đề. Vấn đề đầu tiên là chiến dịch chống tham nhũng. Việc chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời và việc nhất thể hóa hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí Thư. Các linh mục của dòng chúa cứu thế Thái Hà giảng rằng, rằng ba sự kiện này chỉ là bề mặt của cuộc đấu đá nội bộ kéo dài nhằm tranh chấp quyền lực của các nhóm lợi ích. Vấn đề thứ hai là luật an ninh mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Vấn đề thứ ba là những khủng hoảng trị về chính trị, đạo đức xã hội, tình trạng tham nhũng kéo dài không thuốc chữa, cùng những thảm họa như thực phẩm bẩn, ung thư và tai nạn giao thông gia tăng. Trong bài giảng, các linh mục dòng chúa cứu thế cho rằng chính chế độ độc đảng đã gây ra ba vấn đề vừa nêu. Nhiều giáo dân đã im lặng nghe hết bài giảng này mà không biết rằng nó dựa trên nhiều thông tin sai sự thật. Thứ nhất, khi nói việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời liên quan đến cuộc đấu đá nội bộ, có lẽ dòng chúa cứu thế đang nhắc đến đời lùn rằng ông Quang bị ám sát bằng phóng xạ Polonium-210. Trong thực tế, Chi tiết này vốn là một thuyết âm mưu mà Block chân dung quyền lực từng dùng để giải thích cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh vào năm 2014. Tuy nhiên, một số cây bút lề trái đã bác bỏ tin đồn này vì thi hài ông Nguyễn Bá Thanh vẫn được để ngỏ để các quan chức nhà nước đến viếng trong khi thi thể của người chết vì nhiễm xạ phải bị cách ly. Năm nay, tin đồn sai sự thật về ông Nguyễn Bá Thanh đã được dùng cho ông Trần Đại Quang khiến người nhẹ dạ bị mắc lừa. Ngoài ra cũng cần nhớ rằng Việt Nam chưa nhất thể hóa hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư vì khác với Trung Quốc, Việt Nam không có điều luật nào quy định như vậy. Ngoài ra, việc tổng bí thư giữ chức chủ tịch nước là điều bình thường. Vì ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, người đứng đầu đảng cầm quyền cũng là người đứng đầu chính phủ. Chúng tôi đồng ý với dòng chúa cứu thế rằng người dân phải cảnh giác trước chuyện tranh chấp quyền lực. Tuy nhiên, để không bị biến thành con tốt trong cuộc tranh chấp quyền lực, chúng ta cần tôn trọng sự thật và hành xử một cách chính trực. Chẳng hạn, chúng ta không nên tin những tin đồn giật gân chưa được kiểm chứng và nên ghi nhận hiệu quả có thật của chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra. Nên nhớ blog chân dung quyền lực được lập nên để công kích cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và kẻ tin vào những tin đồn sai sự thật trên blog này sẽ tự biến mình thành công cụ trong cuộc đấu đá nội bộ. Thứ hai, các linh mục dòng chúa cứu thế đánh giá sai về một số thảm họa của Việt Nam cùng mối liên hệ của chúng với chế độ độc đảng. Theo thống kê, một số nước độc đảng như Trung Quốc và Việt Nam có tỷ lệ mắc ung thư thấp hơn nhiều so với nước đa đảng ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Úc. Tương tự, tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam hiện thấp hơn nước đa đảng Thái Lan. Nếu các linh mục dòng chú cứu thế muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, họ nên học tập cách tăng hàm lượng sự thật trong bài giảng của mình thay vì tiếp tục đổ mọi vấn đề lên đầu nhà nước.